tại một số địa phương, diện tích đất đồi, đất dốc là chủ yếu, đời sống của phần lớn người dân đều dựa vào canh tác trên đất dốc. Chính vì vậy mà đất đồi, đất dốc chiếm vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Bên cạnh việc tìm kiếm các loại cây trồng phù hợp, thì các biện pháp kỹ thuật trong quá trình trồng trọt cũng cần được quan tâm. Đặc biệt, đối với diện tích đất đồi, đất dốc, việc đảm bảo đất không bị xói mòn, nâng cao giá trị dinh dưỡng cho đất rất quan trọng. Để thực hiện tốt việc này, bà con cần có những lưu ý sau. Áp dụng các kỹ thuật nông lâm kết hợp, xen canh, luân canh, cối vụ và cây trồng họ đậu che phủ đất ngăn cỏ dại như lạc dại, cỏ ba lá, keo tai tượng, cỏ linh lăng để tạo sinh khối tối đa cho việc bảo vệ và cải tạo đất. Một số loại cỏ và cây họ đỗ với bộ rễ trùm giúp cải tạo lý tính của đất thông qua việc phá lớp đất rắn nhờ bộ rễ khỏe, làm cho đất tơi xốp và thấm nước tốt hơn. Bộ rễ ăn sâu sẽ tận dụng được dinh dưỡng ở các tầng đất, tạo ra sinh khối lớn phục vụ chăn nuôi và bảo vệ đất chống xói mòn. Việc tạo thảm thực vật che phủ đất sẽ giảm đáng kể hiện tượng xói mòn đất. Ngoài ra, cây che phủ đất còn có tác dụng tốt trong việc cải thiện cấu trúc và lý tính của đất. Đất được che phủ sẽ cho năng suất cao và ổn định hơn. Có thể sử dụng ni lông để che phủ cho đất dốc, nhưng phải che theo luống ngang sườn dốc và rãnh giữa các luống phải được phủ bằng xác thực vật. Sử dụng lá cây khô, cỏ khô, tàn dư xác thực vật trong quá trình thu hoạch canh tác để che phủ đất. Cây che phủ có thể được trồng thuần trên các bãi đất trống, luân canh trong hệ thống cây ngắn ngày, các hàng đồng mức trong vườn cây ăn quả, trong rừng thưa hoặc rừng mới trồng chưa khép tán. Đối với lớp cỏ bề mặt nên sử dụng phương pháp cắt tỉa, không nên loại bỏ hoàn toàn vì lớp cỏ này có vai trò giữ đất, chống xói mòn. Với nền đất dốc, không thể thực hiện các biện pháp cày xới đất như đất bằng, vì vậy cần sử dụng các biện pháp sinh học để cải tạo đất. Điều này có thể đạt được nhờ sử dụng các loài cây ngắn ngày, mọc nhanh, có bộ rễ khỏe, ăn sâu, cây cố định đạm. Bộ rễ khỏe sẽ phá vỡ lớp đất rắn và tăng dung tích hấp thụ của đất, trao đổi oxy và nước. Bộ rễ ăn sâu sẽ khai thác các chất dinh dưỡng từ sâu trong lòng đất để tạo nên một lượng sinh khối lớn trên mặt đất. Tiếp đó, cần sử dụng lượng sinh khối này để che phủ đất và làm thức ăn gia súc, không được đốt mà phải sử dụng sinh khối này làm phân bón. Bằng cách làm này, có thể phục hồi sức sản xuất của đất trong vòng 3 năm. Chức năng của các loại cây này là bảo vệ đất chống xói mòn, làm thức ăn gia súc, tái chế và luân chuyển dinh dưỡng. Khống chế cỏ dại, kích động hoạt tính sinh học trong đất, kết quả là tái tạo hiệu quả sức sản xuất của đất. Tất cả các loài cây trồng, các loài cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rừng đều có thể xen canh hoặc luân canh với các loài cây che phủ cải tạo đất và các loài cây ngắn ngày khác để gia tăng thu nhập. Đối với cây ăn quả, có thể kết hợp trồng nhiều loại cây ăn quả trên một diện tích đất rộng vì mỗi loại cây ăn quả sẽ phù hợp với các điều kiện ánh sáng, độ ẩm khác nhau.